Rồi, đây là một cái dạng thống kê dễ nhất trong các dạng thống kê. Tức là gì? Chúng ta nhìn thì thấy khó khăn, nhưng mà chúng ta có được, nếu chúng ta hiểu được cái vấn đề, chúng ta làm rất là nhanh. Ở đây thì bài đã bảo là gì? À, chúng ta phải tạo cho mình hai cái danh sách. Chúng ta chọn ví dụ, chọn loại phòng là VIP 1, VIP 2, VIP 3 này. Được chưa? Dựa vào bên cái danh mục á. Đây chúng ta có này. Được chưa? Rồi cái thứ hai là từ cái loại phòng chúng ta chọn ở đây, chúng ta chọn cái tên phòng tương ứng với loại phòng này. Giống như là gì, chúng ta có loại phòng, chúng ta chọn tên phòng tương ứng với loại phòng phía trước ở cột B, đúng chưa? Ở đây nó làm tương tự bạn, nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng đến hai ô này thôi, không liên quan tới trên này, giống như trên này không liên quan nhiều dòng nhiều cột, được chưa? Thì đầu tiên chúng ta làm hai cái vế đầu tiên trước là gì? À, chọn loại phòng rồi chúng ta chọn data, để phép chọn đó, được chưa? Rồi data validation, chọn list và lấy từ đâu? À, nó có một bảng duy nhất, chúng ta chọn luôn 1, 2, 3 đây, được chưa? Các bạn đặt tên cũng được, không đặt tên cũng không sao cả. Thì hôm nay chúng ta chọn được VIP 1, VIP 2 hay là VIP 3. Đúng chưa? Rồi từ cái VIP 1, VIP 2, VIP 3 này chúng ta chọn được, nó show xuống cho mình danh sách được phép chọn của tương ứng với loại phòng phía trên. Thì mình làm tương tự như cái câu trên đó. Chúng ta vẫn là gì? Chọn ô, nhưng mà nó chỉ có một ô thôi. Data validation. Chúng ta chọn list. Được chưa? Hồi nãy chúng ta đặt gì vùng tên dựa vào gì? À, các tên là VIP 1, VIP 2, VIP 3 nên nó làm là thêm chữ phòng phía trước, đúng không? Thì khi này chúng ta dùng là gì? À, index của chữ gì, chữ phòng là tên danh sách các tên phòng mà nói với, thay vì chúng ta đây chúng ta đó gì, à, C3 thì lấy B3, C4 lấy B4, C5 lấy B5, thì ở đây nó chỉ là gì, ô này dựa vào ô này thôi, chúng ta chọn thẳng luôn. Nó có một ô duy nhất cho nên chúng ta chọn vào luôn, chúng ta không cần phải là gì gõ, tại vì khi chúng ta chọn vào nó sẽ cố định luôn là gì, đô la phía trước, F đô la phía trước dòng 14, tức là gì, nó cố định là gì, ngay vị trí chỉ lấy ô người F18 thôi, được chưa? Cho nên là trường hợp này chúng ta chỉ có một ô thôi, cho nên chúng ta chọn luôn cũng được, được chưa? Không cần gõ. Ở đây là VIP 1 thì danh sách VIP 1 này. Ở đây là VIP 2 này, nó danh sách VIP 2 này, được chưa? Đó. Rồi, chọn thử ha. Tiếp theo là gì? Cái ý thứ hai, cái đầu dòng thứ hai là gì? À, tính tổng doanh thu theo loại phòng và tên phòng, nó giống như các bạn hôm trước mình đã học ở bài số 1 hay bài số 2 gì đó, đúng không? Là dựa vào loại phòng và tên phòng này chúng ta có hai điều kiện. Chúng ta tìm trên này loại phòng nào, tên phòng đó, ta tính tổng doanh thu, ví dụ tổng thành tiền, được chưa? Đó. À, vậy thì chúng ta gì, tính tổng có điều kiện, nhưng mà chúng ta có bao nhiêu điều kiện? Loại phòng và tên phòng ta có hai điều kiện, cho nên các bạn chỉ nhớ tới cái hàm sum if. À, sum if chỉ có một điều kiện thôi, nhiều điều kiện thì hàm sum if s, được chưa? Cột tính tổng, được chưa? Cột điều kiện một, điều kiện một, giá trị điều kiện một, giá trị điều kiện một, cho nó rồi. Tại vì mình có thể là gì, khai báo nhiều cái điều kiện ở cái hàm sum if s, cho nên là các bạn cứ bao nhiêu thì chúng ta thêm bấy nhiêu cái cặp như thế này. Ví dụ như là cột điều kiện, cột tính tổng là ban đầu, cột điều kiện một tương với giá trị điều kiện một, cột điều kiện hai với tương với giá trị điều kiện hai, thì cứ chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta cứ thêm bao nhiêu cặp tham số đó vào, được chưa? Thì ví dụ ở đây chúng ta có hai thôi, chúng ta tới hai là dừng. Còn trường hợp chúng ta có nhiều thì gì, cột điều kiện 3 giá trị điều kiện 3, cột điều kiện 4 giá trị điều kiện 4, chứ không phải là chúng ta gì cột điều kiện 1 bằng giá trị 1 nha, không có bằng. Trong hàm sum if á, các bạn khi các bạn mở ngược ra nó có hướng dẫn, các bạn nhớ đọc cho kỹ ha, cách đây cách sử dụng sum range, tức là cột tính tổng, tức là cột thành tiền, được chưa? Phải, đây là điều cột điều kiện 1 này, thấy chưa? Để chúng ta dựa loại phòng trước đây ha, cột điều kiện 1 là mình đang tính tổng dựa trên các bạn giá trị ở trên á. Nhưng mà cái giá trị mình đi tìm là gì? Là hai cái ô mình đang nhập ở đây nè. Là cái giá trị mình đi tìm là giá trị một là gì? Loại phòng đây. Được chưa? Tiếp, cột điều kiện 2 là tên phòng. Nhớ nha, chọn ba cột này nó tương đương nhau, được chưa? Rồi, tới tên phòng mình đã chọn ở đây. Thấy chưa? Hết rồi, chúng ta đóng ngoặc lại và chúng ta nhấn enter là được. Ví dụ ở đây chúng ta có phòng VIP 1, phòng VIP 1 đơn đi, cho nó dễ ha, cho có tiền ha. VIP 1 đơn. Thấy chưa? À, VIP 3 phòng đôi đi ha. VIP 3 phòng đôi chúng ta có nhiều nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, chúng ta được nhiều, 14, 100 đúng không? 14, 100. Và chúng ta chọn VIP 3 nè, thấy chưa? Phòng đôi nè, 14, 100, thấy chưa? Đó, đó là cái cách ha. Ôi,
chỉ định dạng ngày rồi, giờ chỉ thêm định dạng số nha. Chọn bữa trước chỉ rồi, chọn các cái cột hay là các ô nào muốn định dạng số. Chúng ta vào mà phần number của home, chúng ta chọn cái gì? Số. Được chưa? Số đây. Không thì các bạn chọn số thế này cũng được cho bạn dễ hình dung này. Được chưa? Number này, chúng ta có phân cách hàng nghìn này, được chưa? Có phân cách hàng nghìn, đó là số rồi ha. Phân cách hàng nghìn này bấm vào bên phải này, bỏ hai số là phân phía sau này. Được chưa? Nếu cần ha. Còn tại vì máy mình đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh cho nên là gì, dấu phẩy là phân cách hàng nghìn, dấu chấm là số lập phân. Còn đối với máy tiếng Việt thì là gì, à ngược lại, dấu chấm là phân cách hàng nghìn và dấu phẩy là dùng là gì, là dấu thập phân. Thế là 9 điểm rưỡi, 9.50, 9.50 thì nếu như theo máy tính về ngôn ngữ tiếng Anh thì 9.50 được chưa?